Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của anh mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the. Và bên cạnh việc tải lên những cái video như thế này thì bên mình cũng có tổ chức một tuần hai buổi livestream, nó sẽ diễn ra vào thứ hai và thứ năm mỗi tuần lúc 13:45. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Thanh Nga. Đồng thời thì biết đâu thì các bạn có cơ hội là gì trả lời chính xác câu hỏi mini game và chúng ta có thể nhận được cái phần quà của chương trình, đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái chủ đề mà nó dành cho những cái quý ông lớn tuổi ha. Đó là đàn ông 60 tuổi thì quan hệ một tuần mấy lần là đủ. Các bạn thân mến, thì đàn ông mà chúng ta đến tuổi trung niên thì có thể nói là nhu cầu, cái khả năng giường chiếu của các anh nó sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Và nếu như các bạn có tham khảo và có xem những cái livestream của kênh Thanh Nga Official thì các bạn biết rằng những cái thay đổi này các bạn thấy rõ ràng qua từng bình luận của các anh trong những cái livestream đó luôn. Tùy vào những cái tâm lý, sở thích, thói quen, độ tuổi của các bạn mà nhu cầu và ham muốn về chuyện ân ái nó cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì trong cái quá trình tư vấn thì mình thấy là gì? Cái câu hỏi lớn nhất mà các anh đặt ra cho kênh Thanh Nga Official đó là đàn ông trong độ tuổi 50-60 thì chúng ta nên quan hệ một tuần mấy lần là đủ. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài thông tin về vấn đề của việc đàn ông 60 tuổi thì một tuần chúng ta nên quan hệ bao nhiêu lần, nó là hợp lý cho sức khỏe và đảm bảo được cái đời sống giường chiếu ha. Đầu tiên thì mình sẽ giải đáp cho các bạn một cái thắc mắc là gì ạ? Đàn ông 60 thì chúng ta có nên tiếp tục làm chuyện ấy hay không? Có thể nói khi nam giới mà chúng ta bước vào cái độ tuổi 60 rồi thì chúng ta thường có một cái sự thay đổi và trong cách nhìn về cái hoạt động ân ái của mình. Đây cũng không chỉ là cái vấn đề về mục đích sinh sản đâu các bạn, mà khi còn trẻ thì có vấn đề về tinh thần và sức khỏe tổng thể của các bạn nữa. Mặc dù là ở cái độ tuổi này á, cái tinh hoàn của chúng ta nó vẫn tiếp tục ra sản xuất ra cái tinh binh và có cái khả năng thụ thai cho nữ giới là vẫn còn tồn tại. Nhưng việc mà chúng ta sinh con ở cái độ tuổi cao có thể gắn liền với nhiều rủi ro, như là cái khả năng biến đổi gen hay là dị tật bẩm sinh ở trẻ vân vân. Do đó là gì? Nhiều anh em trong độ tuổi này thường chuyển từ việc tập trung vào việc sinh sản sang việc chúng ta tìm kiếm khoái cảm và thỏa mãn những cái nhu cầu giường chiếu mà nó cơ bản thôi. Việc này không chỉ là do cái yếu tố sinh học mà còn liên quan tới cái yếu tố tinh thần và xã hội nữa. Trong một cái xã hội mà niềm vui và hạnh phúc cũng như là cái sự kết nối giữa các đối tác đó chúng ta được đánh giá cao, thì việc mà chúng ta duy trì cái hoạt động yêu ở cái độ tuổi trưởng thành hoặc là độ tuổi chúng ta đang độ tuổi già đi là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tuy nhiên các bạn biết không, không phải tất cả các đàn ông ở độ tuổi này đều chia sẻ quan điểm rằng là họ giảm bớt hoạt động giường chiếu và dành thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế thì nhiều quý ông ở cái độ tuổi trung niên, người lớn tuổi chúng ta vẫn duy trì một cái lối sống và sinh hoạt lành mạnh, cho phép họ tiếp tục thực hiện các hoạt động ái ân một cách thoải mái và đầy đủ. Và với các cái cặp đôi lớn tuổi, việc mà chúng ta duy trì cái hoạt động lành mạnh, đúng tần suất có thể mang lại rất là nhiều lợi ích. Nó không chỉ là một cái cách để chúng ta củng cố mối quan hệ và kết nối tình cảm vợ chồng đâu, mà còn là một phần quan trọng trong việc chúng ta duy trì sức khỏe và tinh thần nữa. Sinh hoạt chăn gối đều đặn nó có thể giúp cho các bạn giảm căng thẳng nè, cải thiện tâm trạng nè, và tạo ra cái cảm giác hạnh phúc và hài lòng chung trong cái đời sống hàng ngày. Nếu như mà đàn ông từ 60 tuổi trở lên chúng ta vẫn còn muốn cái hoạt động chăn gối, tuy nhiên những cái vấn đề về sinh lý nó xảy ra làm cho các bạn cảm thấy khó khăn trong cái việc mà chúng ta quan hệ, thì các bạn có thể trải nghiệm cái bộ đôi mã phục đan và tinh hầu cường lực của bên mình. Đây là bộ đôi sẽ giúp cho các bạn cải thiện cái phong độ giường chiếu cực kỳ hiệu quả luôn. Và nếu như mà mọi người cần trước quan hệ thì chúng ta mỗi lần chúng ta có thể sử dụng một viên kẹo Xro trước quan hệ một tiếng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái lợi ích
khi mà đàn ông từ 60 tuổi trở lên chúng ta vẫn tiếp tục cái chuyện quan hệ. Việc mà một người đàn ông từ 60 tuổi trở lên vẫn tiếp tục duy trì cái quan hệ, nó có thể đem lại rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe và tinh thần ở trong giai đoạn này. Cái sự tương tác về thể chất và tinh thần của hai vợ chồng đó, nó có thể giúp cho các bạn cải thiện cái gì ạ? Sức khỏe tim mạch nè, tăng cường cái lưu lượng máu nè và cải thiện cái tuần hoàn máu nữa. Đồng thời nó sẽ cái sự kích thích và hạnh phúc từ các hoạt động này nó có thể làm cho các bạn giảm cái sự căng thẳng và giảm cái sự lo lắng, cải thiện tâm trạng. Và các anh 60 tuổi thậm chí là các anh nói là nếu như chúng ta các anh duy trì cái hoạt động tình ái đều đặn mỗi tuần thì giúp cho các anh có một cái giấc ngủ sâu hơn và tốt hơn. Ngoài ra việc mà chúng ta duy trì một cái thói quen chăn gối đều đặn nó cũng có thể giúp cho các bạn kiểm soát được cái lượng đường huyết và nó giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường tuyết 2. Chuyện ấy đều đặn có thể giúp cho các bạn tăng cường hệ miễn dịch thông qua việc sản sinh ra các loại hóc môn và kích thích sự hoạt động của hệ thần kinh nữa. Cuối cùng cái việc mà chúng ta duy trì cái quan hệ và gắn kết nó có thể giúp cho các chị vợ tạo một cái môi trường tình cảm tích cực, tăng cường cái sự hiểu biết và cái sự tương tác lẫn nhau nó tốt hơn, đúng không nào? Đồng thời thì nó tạo ra cảm giác hài lòng và sự tự tin trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Tóm lại thì cái việc mà chúng ta duy trì cái chuyện chăn gối và mối quan hệ tích cực ở độ tuổi 60 nó có thể mang lại rất nhiều những cái lợi ích to lớn cho đàn ông trong cái giai đoạn xế chiều này ha. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo là công thức tính tần suất yêu chuẩn khoa học cho nam giới ở các độ tuổi. Công thức số 9 nó đã trở thành một cái phương pháp gọi là thú vị để chúng ta có thể ước lượng cái tần suất ân ái phù hợp cho mỗi nhóm tuổi. Và các bạn biết không, theo công thức này thì cái tần suất ân ái được tính bằng độ tuổi của các anh nhân với 9. Ví dụ như đối với các anh trong cái nhóm tuổi từ 20 đến 29 thì tần suất phù hợp nó là 2 lần trong mỗi tuần, tức là chúng ta lấy 2 x 9 bằng 18 thì có thể gần bằng 2. Thì đối với nhóm tuổi chúng ta từ 30 tới 39 thì chúng ta có cái tần suất là 2 đến 3 lần mỗi tuần ha. Tương tự đến nhóm tuổi từ 60 thì tần suất quan hệ phải là 4 lần trong mỗi 5 tuần nha, tức là khoảng là đâu đó khoảng 1 lần mỗi tuần. Tuy nhiên các anh cần nhớ rằng cái sức khỏe và nhu cầu cá nhân nó sẽ rất là khác nhau với mỗi người. Chúng ta không có cứng nhắc với cái công thức này nha mọi người. Dù là chúng ta đã có công thức này nhưng mà mình vẫn cảnh báo cho các bạn biết một cái điều rằng cái việc mà chúng ta tính toán vẫn là một cái số liệu mà để cho các bạn tham khảo thôi nha. Nó không phản ánh được hoàn toàn cái sự đa dạng của cơ thể và tâm trạng của các bạn. Các bạn biết không, trong cái quá trình mà chúng ta bị lão hóa thì cơ thể của các bạn nó có thể thay đổi và nhu cầu nó cũng có thể điều chỉnh theo. Nếu như các bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi quan hệ, các bạn cần lắng nghe cơ thể và cho cái thời gian để cơ thể phục hồi. Vì các bạn nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nó đặc biệt quan trọng. Các bạn không cần phải áp đặt bất kỳ cái tiêu chuẩn nào về tần suất hoạt động chăn gối cả. Thay vào đó thì sao? Chúng ta phải biết làm gì ạ? Chúng ta phải lắng nghe những cái cảm giác và chúng ta hiểu rõ cơ thể. Nó là cái chìa khóa rất là quan trọng. Khi mà các bạn đã cảm thấy sẵn sàng và tràn đầy năng lượng rồi thì các bạn có thể tiếp tục những cái gọi là thú vui giường chiếu. Cái điều quan trọng nhất là gì ạ? Là duy trì cái sự cân bằng giữa cái sức khỏe tâm thần và cái sức khỏe về thể chất. Các bạn không nên ép buộc bản thân vào cái bất kỳ cái quy tắc cứng nhắc nào cả. Vậy thì đàn ông 60 một tuần quan hệ bao nhiêu lần là đúng chuẩn? Hồi nãy là chúng ta đã tính với nhau rồi, đúng không mọi người? Đàn ông 60 tuổi tính tần suất quan hệ phù hợp là 4 lần mỗi 5 tuần. Tuy nhiên điều này chỉ là số liệu tham khảo và nó hoàn toàn không có phản ánh được đúng cái sức khỏe của các bạn. Cho nên là các bạn cũng cần phải coi lại nha. Sau đây mình sẽ cho một số lưu ý cho các bạn để các bạn có thể cải thiện đời sống chăn gối của các anh ở độ tuổi 60. Để mà chúng ta cải thiện và chúng ta duy trì một cái đời sống chăn gối phải nói là nó viên mãn ở độ tuổi 60 thì có một loạt những cái yếu tố cần các anh xem xét và cần các anh quan tâm. Trong tất cả các yếu tố này
Thì việc mà chúng ta hiểu và chúng ta tôn trọng cảm xúc của các chị em, nó là cái chìa khóa hàng đầu luôn các bạn. Cái mối quan hệ ân ái nó không chỉ là việc thỏa mãn nhu cầu về cái mặt vật lý đâu, mà nó còn về mặt chia sẻ tình cảm và về mặt hiểu biết lẫn nhau nữa. Nó tạo ra một cái môi trường mà nó an toàn và thoải mái cho cả hai người, nơi mà các anh chị có thể mở lòng và chia sẻ những điều trong lòng mình. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn các bạn. Bên cạnh đó thì việc mà các bạn cập nhật và tìm hiểu những cái kiến thức về giới tính và cái chuyện chăn gối là cái điều hết sức là quan trọng. Việc mà các anh hiểu biết sâu sắc các cái vấn đề này, nó cũng không chỉ giúp cho các bạn tăng cường cái hiệu suất hoạt động ân ái đâu, mà nó còn tạo ra cái sự tự tin và thoải mái trong quan hệ. Ngoài ra, việc mà các bạn tránh sử dụng các cái chất kích thích như là thuốc lá, như là rượu bia và các chất kích thích khác, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta duy trì một cái sức khỏe tốt và cái hiệu suất ái ân. Và các chất này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất mà nó có thể gây ra những cái vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng khác. Vì vậy mà việc các bạn hạn chế và tránh xa chúng, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Cuối cùng mình muốn nói với các bạn điều này, đó là chúng ta không ép buộc tần suất quan hệ. Mỗi người sẽ có một cái nhu cầu và một cái mong muốn riêng. Việc mà các bạn ép buộc hay là áp đặt một cái quy tắc cứng nhắc về tần suất lên đối tác, nó sẽ là một cái chuyện áp lực rất là lớn. Thay vào đó, các bạn lắng nghe và các bạn tôn trọng nhu cầu của nhau, để chúng ta tạo ra một cái môi trường chăn gối nó an toàn, nó thỏa mãn. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì vừa rồi mình đã cùng các bạn phân tích về nguyên nhân và tìm hiểu những cái vấn đề của đàn ông từ 60 tuổi. Chúng ta đã tìm hiểu là gì? Đàn ông từ 60 tuổi trở lên, một tuần quan hệ mấy lần là đủ. Cũng như cung cấp cho các bạn những thông tin để các bạn có thể áp dụng và duy trì cái đời sống chăn gối của mình nó thật sự lành mạnh và khoa học. Hy vọng những cái chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các anh vận dụng một cách hiệu quả vào đời sống phòng the của mình tốt hơn, làm cho tình cảm của hai người ngày càng gắn kết và trọn vẹn hơn. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chủ đề của ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cảm thấy là gì, video này nó hay và nó có ích, thì hãy tích cực chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký để chúng ta có thể nhận thông báo mỗi khi kênh Thanh Nga Official ra video nha. Và nên nhớ chúng ta có hẹn với nhau trong 2 buổi livestream mỗi tuần, diễn ra từ thứ hai và thứ năm lúc 13:45. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.